chuyện ngân hàng thu phí 8,8 tỷ đồng mà sẽ tính toán bất hợp lý. Thì ngay khi sự việc xảy ra thì chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, thì chúng tôi cũng đã tích cực là làm việc gấp rút khách hàng. Thì sáng ngày 9 tháng 3 vừa rồi thì đại diện Exim Bank cũng đã gặp gỡ khách hàng và Exim Bank cũng đã cùng khách hàng trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hợp tác, thấu hiểu và chia sẻ. Các bên cũng thống nhất giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi hợp lý, hợp tình cho cả hai bên trong thời gian sớm nhất. Ông Võ Minh Tú, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận con số 8,5 triệu đồng sau 11 năm tăng lên 8,8 tỷ đồng, tức là tăng khoảng... Tất cả vật dụng trên điều khiển từ xa hết các bạn ạ. Chào nhau lời tạ từ hôm nay, rồi ngày mai xa cách. Cho nhau những đắng cay của cuộc đời khi tình mình vội tan theo gió mây. Các bác hẹn gặp lại các bác ở một clip sau. Xin chia tay diều nào nồng mến say.